Trong cái video ngày hôm nay, bên em muốn mang đến cho quý vị và các bạn một cái sản phẩm vừa mới cập bến tại Nghĩa Thơm Audio. Một cái dòng sản phẩm rất là mới, và như nhà quý vị và các bạn nào đang sử dụng những chiếc âm ly cũ hay những chiếc vang đời trước không tích hợp những cái công nghệ, những cái tính năng như Bluetooth hay là đầu giải mã DAC, cổng quang optical, thì đây là một cái sự lựa chọn mà em muốn mang đến cho quý vị và các bạn, một cái sản phẩm vừa mới cập bến tại Nghĩa Thơm Audio. Một chiếc máy nâng tiếng Bluetooth với model DAC 3.9 các bác nhé, DAC 999. Một cái sản phẩm tích hợp đầy đủ những tính năng công nghệ cho một chiếc máy nâng tiếng thế hệ mới. Một cái sản phẩm này như các bác nhìn thấy đây, thiết kế một cái mặt phay nhôm xước rất là đẹp, và được thiết kế 3 kênh. Kênh A, kênh B và một kênh súp ở giữa các bác nhé. Một chiếc đèn LED có biểu hiện logo và đèn nháy khi mà các bác có thể chuyển các cái chế độ. Với các cái volume chỉnh thì các bác có thể chỉnh bass, trung, chép và cả cái volume thể loại nhạc các bác nhé, pop và classic. Đấy. Và kênh A chỉnh như nào thì kênh B các bác chỉnh như vậy cho em. Và đặc biệt thì kênh súp thiết kế giữa đây các bác có volume cắt cốt này, cắt cốt server của súp này, và volume to nhỏ rất là tiện lợi khi các bác sử dụng những cái tính năng cổng súp của chiếc máy nâng tiếng. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một cái sản phẩm chính hãng Bluetooth của thương hiệu Seasound các bác nhé. Seasound Việt Nam nhập khẩu chính hãng, có tem bảo hành chính hãng đây các bác. Vâng, tem bảo hành chính hãng. Sản phẩm này được bảo hành 12 tháng. Và cái điều bất ngờ và cái điều quan trọng nhất mà ngày hôm nay với chiếc máy nâng tiếng này bên em muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn, đã tích hợp Bluetooth 5.0 các bác nhé. Bluetooth 5.0 cho cái tín hiệu rất là tốt, rất là ổn định. Và chất âm qua cái tín hiệu Bluetooth này thì rất sạch sẽ. Và đặc biệt hơn nữa thì các bác, đây là cổng optical, một cái cổng quang mà các bác cắm từ TV trực tiếp vào chiếc máy nâng tiếng này, đầu giải mã DAC. Với cái chiếc này nó tích hợp đầu giải mã DAC ở bên trong thì nó sẽ giải mã tín hiệu cho các bác một cái chất âm chi tiết sạch sẽ và rất là hay các bác nhé. Với cái tính năng này thì nhà các bác không cần dùng những cái chiếc cổng quang mà phải để cắm lòng thòng ở bên ngoài. Các bác chỉ cắm dây trực tiếp từ TV xuống cái cổng optical, giải mã cổng quang DAC của chiếc máy nâng tiếng này thì cho ra một cái chất âm rất là chi tiết, nghe nhạc karaoke rất là hay. Và bây giờ thì bên em sẽ ghép vào để các bác trải nghiệm một chất âm của chiếc máy nâng tiếng này. Vâng, và thưa quý vị thì bên em đã ghép vào một cái cấu hình để em test nhạc cho các bác trải nghiệm chất âm. Với chiếc máy nâng tiếng Bluetooth model là DAC 999 thì em ghép cùng với một cặp mà loa cũng vừa mới về bên em, một cặp loa Seasound các bác nhé, với model là 310 Plus. Đấy, một sản phẩm loa nằm bát 30 các bác nhé, sử dụng một bát 30 và 4 chép, sản phẩm chính hãng của Seasound. Và quay trở lại với cái chiếc máy nâng tiếng thì quý vị và các bạn thấy đây, bên em đang ghép mà bà bắt Bluetooth các bác nhá. Đây sẽ có 3 tín hiệu Bluetooth này, các bác ấn More đây, Bluetooth Optical. Đấy. Và AUX thì các bác có thể chuyển các cái chế độ tín hiệu đầu vào. Và màn hình thì các bác thấy nhá, sử dụng một cái màn hình nháy LED căng đét luôn, rất là đẹp. Với thiết kế là góc cạnh rất chi tiết này, rất đẹp các bác nhá. Và các bác có thể chuyển sang, đấy, đây là cái logo thương hiệu chính hãng của Bluetooth. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây các bác có thể để sang đèn nháy này, rất là đẹp. Và đặc biệt là đây là cái sản phẩm chính hãng nên là các bác nhìn thấy từ những cái chi tiết rất là nhỏ
nhưng được thiết kế rất là tinh xảo, rất sắc nét. Và bây giờ thì em sẽ tăng nhạc lên cho các bác cảm nhận chất âm khi mà được bắt Bluetooth. Đây bên em đang bắt Bluetooth từ chiếc điện thoại đây các bác nhé. Nhạc không lời trên chiếc điện thoại phát xuống chiếc máy nâng tiếng này. Đấy, đang bắt Bluetooth, tín hiệu nhạc rất là nháy, rất là đẹp. Và em sẽ tăng lên cho các bác cảm nhận khi mà có chiếc máy nâng tiếng. Tắt ra chiếc máy nâng tiếng này đi cho các bác cảm nhận này. Đấy, các bác thấy không? Khi mà tắt cái tính năng nâng tiếng của chiếc máy nâng tiếng đi thì tiếng nhạc nó rất là mờ, đúng không các bạn? Các cái giải không được nâng lên, bát, mid, check không được nâng các giải lên để cho chất âm rất là mờ, rất là tối. Và đặc biệt thì mà khi em sẽ sử dụng cái tính năng nâng tiếng này, đấy, bát đánh rất là sâu, tép rất là chi tiết, tách bạch rõ ràng, tiếng tép rất là sáng các bác nhá. Vâng, một chiếc máy nâng tiếng mà tích hợp cái đầu giải mã DAC và tích hợp Bluetooth 5.0, một cái sản phẩm rất là tốt, rất đáng chơi. Và đây là một cái sản phẩm chính hãng, thương hiệu Ablus do Sea Sound Việt Nam nhập khẩu chính hãng các bác nhé. Những chiếc âm ly hay những chiếc vang đời cũ, đời trước của nhà các bác mà không có những cái tính năng như giải mã cổng quang DAC này, rồi Optical và Bluetooth, thì đây là một cái sự lựa chọn rất tốt cho nhà các bác. Và đặc biệt trong cái chương trình nhân dịp cuối năm này thì bên em có một cái mức giá rất là tốt, rất là tốt cho cái sản phẩm Ablus DAC 3.9. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em. Do tính chất là sản phẩm chính hãng, nhạy cảm về giá nên là công ty chưa phép cho em công bố giá tại đây. Bởi bên em đang chạy cái chương trình khuyến mại một mức giá rất là tốt. Bác nào quan tâm thì vui lòng để lại số điện thoại dưới bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với bên em với số điện thoại 0912669059. Bên em sẽ báo giá chi tiết, một mức giá chiên khách hàng rất tốt cho các bác. Và đặc biệt hơn nữa thì khi bác nào đặt mua sản phẩm này, bên em sẽ được tặng ngay một cặp jack Canon. Đấy, một cặp jack Canon chuyển hoa sen các bác nhé. Đấy, để các bác kết nối vào những con vang, những con âm ly. Và bác nào muốn sử dụng cái cặp cổng cặp Canon mà được cái để ghép vào đẩy thì cứ báo bên em sẽ tặng các bác một cặp jack Canon rất là tốt. Vâng, và cái thời lượng video của bên em xin phép được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em. Và quý vị và các bạn nào đang xem cái video này mà chưa nút đăng ký kênh, vui lòng ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ bên em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.